Cái này có tâm lưỡi lưỡi nào thì mình tay lưỡi lưỡi. Cái này không thế. Nó lẻo không? Cái cuốc kia nó kiểu gì nữa, nó đục cái gì nhỉ? Đồ này có đồ chơi gì chứ kiểu gì? Cái kia nó kiểu đồ kia thì nó cũng có cái gì cả trăm. Rồi, ok, cái kia đủ mỗi đứa rồi thôi. Còn làm cái đó. Đây, sao phải ở đây không? Đây. Cái này 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 sao phải ở đây